Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần Lộ Cận Tử. Trước khi đi vào Lộ Cận Tử thì chúng ta ôn qua khái quát một chút. Như chúng ta biết, Cận Tử đây là gần chết, là cái lúc hấp hối. Thì cái tâm động tốc mà nó xuất hiện trong cái giờ cận tử của chúng ta thì chỉ có 5 cái tâm động tốc thôi, chứ không phải là 7. Nhưng mà cái lộ cận tử này đó, chúng ta chia ra tổng quát là 2 loại. Một cái loại đó, là khi nó hoạt động rồi đó, thì nó trao truyền cái lúc mà cận tử đó, thì cái tâm động tốc này nó bắt cái cảnh và nó chuyển cái cảnh này qua cho cái tâm tục sinh. Thì cái đó gọi là cái lộ cận tử còn tục sinh. Một cái lộ thứ hai là cái lộ cận tử nhưng mà tử rồi thì không còn tái sanh nữa. Thì như vậy thì chúng ta biết là cái lộ này để dành cho những cái bậc viên tịch, tức là những bậc này là bậc thánh quả A-la-hán, ví dụ như Đức Bổn Sư hoặc những cái vị đệ tử thời Đức Phật mà đã đắc đạo quả Phật rồi đó, tức là chứng đạo quả A-la-hán rồi đó. Thì khi những cái vị này mà nhập diệt hoặc là viên tịch đó thì không còn tái sanh nữa, thì đó là cái lộ riêng. Riêng về cái lộ cận tử mà còn tục sinh này đó, thì sư cô cũng có chia ra làm 2 loại. Là một cái lộ cận tử tục sinh đó, dành cho những cái chúng sinh còn trong cõi dục. Thì khi còn trong cõi dục như vậy đó, thì khi mà cái lộ cận tử này nó bắt cảnh đó, thì nó bắt những cái cảnh mà nó thuộc về thiện và bất thiện. Đó là cái thông thường khi chúng ta ở cái cõi dục, mà chúng ta là cái người phàm phu ở cõi dục, thì khi cái giờ ra đi chúng ta đó, cái cảnh, 3 cái cảnh cận tử đó là trước nhất là cảnh nghiệp, cái thứ hai là nghiệp tướng, và cái thứ ba là thú tướng. Tức là cái lúc mà chúng ta gần chết đó, lúc mà hấp hối đó, thì khi mà mình hấp hối như vậy đó, thì nó có 3 cái cảnh. Ở trong cái lúc hấp hối nó chỉ có 3 cảnh thôi, thì cái tâm mình nó sẽ bắt một trong 3 cảnh này để nó ra đi. Thì cái dòng chảy về nghiệp thiện và bất thiện đó, luôn luôn nó chảy suốt trong cái tâm thức của chúng ta qua cái dòng hộ kiếp. Thì khi mà cái chúng sinh mà trong cõi dục đó, thì chúng ta thấy luôn luôn trong cái tâm của những cái chúng sinh này đó, nó đều có 2 cái phần thiện và bất thiện cả. Đây là con người. Thì như vậy thì những cái cảnh mà thuộc về cái nghiệp thiện hay bất thiện này, thì cái giờ cuối cùng trong cái lúc mà sắp lâm chung đây, đây là sinh và đây là tử. Thì cái cận tử nó nằm ở đây. Đây là cái giờ cận tử đây. Mình vẽ nhiều như vậy nhưng mà chỉ có 5 cái tâm động tốc thôi. 5 động tốc thôi. Thì trong cái 5 động tốc cuối này nó sẽ bắt 3 cái cảnh này. Đó là chính xác như vậy. Còn nếu như mình nói cái sự việc nó diễn ra đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái hấp hối nó không diễn ra một giây đồng hồ. Có những người hấp hối kéo dài tới cả tiếng đồng hồ, chứ nó không phải một giây đồng hồ. Nhưng nếu nó một giây đồng hồ thì chắc chắn nó cũng không phải là 5 cái này. Một giây đồng hồ tới 250.000 tỷ sát na. Do đó chúng ta hiểu rằng cái lộ cận tử này nó diễn ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ lần. Nhưng ở đây mình nói cái cuối cùng. Vậy hiểu chưa? Không, mình nói là nói cái cuối cùng. Chứ còn cái lúc mà cái thực tế, cái hấp hối nó diễn ra đó, thì cái hấp hối nó diễn ra lâu lắm. Và cái những cái hoạt động
của cái lộ cận tử như vậy đó là nó tái lặp đi tái lặp lại. Và cái chỗ này nè, đây là cái chính là cái giờ, và chính mình cũng là cái người hộ niệm cho mình. Và chính những cái người thân đó mà nói mà thương mình á, thì chính là cái giờ này làm đúng mới là thương. Còn nếu như không làm đúng đó thì rất là tội nghiệp, tội nghiệp cho tất cả. Thành ra cái giờ mà hấp hối như vậy đó, thì nói về cái sắc pháp đó, thì chúng ta hiểu là cái hoạt động của sắc pháp đó, là những cái thành phần mà thuộc về căn bản, thuộc về chính yếu. Bởi vì tất cả các cái sắc pháp nó đều hình thành bởi 8 cái sắc bất ly. Mà trong 8 sắc bất ly đó thì tứ đại này á, là căn bản nhất. Từ những vật thể vô tri như bàn ghế, đất đá, vân vân, cho đến cái cơ thể sống của những chúng sinh có hơi thở, thì cái căn bản của sắc pháp bao giờ cũng là tứ đại. Và cái khi đó thì nói cho chính xác đó, là cái sự hoạt động của tứ đại đó bây giờ nó bất bình thường. Và những lần trước sư cô có nói rằng là cái tứ đại này nó đi đến cái thái quá của nó, đi đến cái đối cực của nó. Ví dụ như cái cơ thể của người này nó sẽ lạnh, nó không còn giữ được cái nhiệt độ 37 tuổi độ nữa mà nó lạnh, rất là lạnh, hoặc là sốt lên cao. Thì chúng ta thấy về mặt nhiệt độ nó đã thay đổi rồi. Và cái khi mà cái địa đại cũng vậy đó, khi mà cái người này chết đó, thì bắt đầu nó có thể chết từ chân lên, thì nó sẽ cứng lại. Không những nó lạnh mà nó cứng lại. Và cái phong đại đó thì từng vùng một đó, là cái hoạt động phong đại rất là yếu ớt. Thí dụ như cái người đó muốn mấp máy cái môi nó cũng không mấp máy được, muốn nháy con mắt để ra hiệu không nháy con mắt được, bởi vì nó đã cứng rồi. Vì vậy chúng ta thấy cái địa đại nó đi vào cái trạng thái đối cực của nó là nó cứng lại. Vì vậy tứ đại giờ đây đó, nó không có một cái sự hòa hợp, không có sự hài hòa. Nhưng chúng ta hiểu là sức khỏe chúng ta có đó, là do cái tứ đại của chúng ta nó hoạt động cân bằng. Mặc dù nó có khi lên khi xuống, khi này khi nọ, nhưng mà dầu sao nó giữ trong cái trạng thái dao động cho phép. Còn khi mà cái mình bệnh á, thì cái dao động của cái tứ đại này nó đi đến cái chỗ mà nó mất cân đối. Nó nhảy lên cao, nó xuống thấp, nhảy lên. Nó không còn giữ một cái nhịp cân bằng vừa phải của nó nữa. Thì như vậy là bệnh tật nó sẽ phát sinh lên. Do đó đó, mà trong cái giờ cuối á, trong cái giờ mà cái hấp hối mà nó kéo dài ra, hấp hối nó kéo dài ra, thì cái cơ thể của cái tất cả những cái chúng sinh mà có cái hơi thở đó, thì giờ đó là cái sắc pháp này, cái hoạt động nổi bật nhất đó, là cái tứ đại của nó đó, nó bắt đầu nó đi vào cái đối cực. Và nó đó, cái sự phối hợp của nó đó, nó hầu như nó không còn phối hợp nhịp nhàng nữa. Và cái người, cái chúng sinh nào mà có cái sắc pháp mà tới cái giờ đó, nó gọi là nó chia lìa, nó rời rã, nó mệt mỏi cho tới cùng cực. Có khi đó là nó đau đớn, những cái trạng thái đau đớn nó phát sinh. Có những khi nó cùng cực của sự mỏi mệt, nó làm cho nó giống như là không còn muốn cử động nữa, giống như gọi là cái bong bóng bay mà bây giờ nó xì hơi rồi. Thì nó không còn có cái gì để mà gọi là linh hoạt, bởi vì cái phong đại của nó là nó đi vào một cái trạng thái là nó yếu ớt và nó dừng lại. Thì chỉ còn có một cái độc nhất mà nổi bật rõ nhất ấy, thì nó còn trong cái hơi thở thôi. Thì thấy rõ nhất hoặc cái nhịp đập của tim nó vẫn còn nhưng mà nó yếu ớt. Thì những cái vấn đề mà hoạt động thuộc về phong đại co thắt ở trong cơ thể chúng ta để mà tạo nên những cái sự hoạt động tay chân linh hoạt tất cả mọi thứ, thì giờ đây chúng ta thấy nó yếu hơn lại. Và cái trạng thái mà nó thuộc về cái khổ thân đây, khổ thân đây, nó sẽ xuất hiện. Cho nên cơ thể rã rời. Và khi mà chúng ta nói là cơ thể chúng ta rã rời, và ngay cả cái người hấp hối cũng nhận biết được cái điều đó, thì cái đó là trông thấy cái gì vậy? Đó là trông thấy sắc thần kinh đang hoạt động, nằm trong một cái trạng thái này gọi là trạng thái rã rời. Và đứng về mặt tâm thì cái những cái trạng thái mà nó thuộc về đó là si đây nó sẽ khởi sanh lên, tức là
cái tâm nó bắt đầu nó có sự muội lược, nó muốn hoạt động, nó muốn cho nó sinh, có một cái sinh khí lên thì nó rất là khó mà nó cái tâm đi vào muội lược. Một cái trạng thái nữa là có thể đi vào trong cái khổ ưu này, nó vừa khổ thân, nó vừa khổ tâm, tức là cảm thấy không vui, cảm thấy liên tiếp, cảm thấy có cái gì đó nó bất an, không có chấp nhận được. Thì cái này là sư cô nói nè, cái giờ đó mà cái người thân đó bị bức xúc, khóc lóc, thì cái đó nó sẽ tăng thêm những cái phần bất thiện pháp này cao lên. Cho nên khi mình nói mình thương cái người thân của mình, tới cái giờ đó mà cái tâm mình bức xúc, mình khóc lóc thì nó tăng lên. Sư cô một gặp một cái cô đó còn trẻ lắm, cô ở nước ngoài về, thì cái người chị cả mất, thì người nhà khuyên cổ không nên khóc, cổ không có hài lòng gì cái lời khuyên đó. Cổ mới hỏi sư cô, cái đó là cái tình cảm rất là tự nhiên của cổ, tại sao mọi người lại ngăn cấm? Thì sư cô có giải thích cho cổ đó, khi cái tâm cô khóc là cái tâm của cô nó buồn, tiếc thương, và nó thuộc vào những cái trạng thái của tâm sân. Và khi cái trạng thái của cô nó khởi lên như vậy mà cái người lúc mà hấp hối đó, là cái người ta đã khổ thân mà ta có khổ tâm trong đó rồi, bây giờ cô làm cho cái từ trường xấu này nó tăng lên. Vì vậy cái người ra đi mà trong lúc những cái pháp bất thiện nơi mình đó, nó đã khởi sanh lên, nó lại cộng chung với cả một cái từ trường của những người thân đó, là những cái năng lượng xấu nó cung cấp nhiều hơn, thì người này phải ra đi bằng cái tâm khốn khổ thế này. Thì đây là con đường tái sanh của những người này, nó nằm trong cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì bốn cảnh khổ chắc chắn sẽ đi tới. Như vậy liệu cái tiếng khóc của mình, liệu cái sự bức xúc của mình, liệu cái mà mình gọi là cái tình thương nó đang khởi sanh trong tâm mình đó, là mình có giúp đỡ được cái người thân mình trong cái lúc ra đi không? Đó là cái điều mà chúng ta phải xem xét lại, chứ không ai ngăn cấm cả mình cả. Mình nói mình thương cái người đó, ai cũng công nhận là đó là sự thật. Nhưng mà mình thương, nhưng mình cho người ta cái gì quý nhất trong cái tình thương của mình? Cái quý nhất trong cái tình thương của mình là tất cả những cái phước thiện và thiện trí mình tạo ra, thì đó là món quà quý nhất để mình cho cái người thân mình trong lúc lâm chung. Đằng này mình cái món quà quý nhất mình không cho, mình cho cái phần khổ ưu của mình vào đây. Thì như vậy người thân của mình đó nhận được những cái chỉ đưa đến sự tổn hại mà thôi. Vậy chúng ta phải suy nghĩ. Và không có ai có thể thoát khỏi cái chuyện mà mình phải kết thúc cái đời sống của mình. Như vậy thì còn ở với nhau một giây đồng hồ cuối, hãy đem tất cả những cái phần phước báo của mình để mà hồi hướng cho người thân của mình. Và làm sao trong cái giờ đó mình có thể mở cái tủ ra để mà lấy tất cả những châu báu quý giá nhất của mình cho người thân. Thì cái lúc đó đó, mình cái tâm mình phải quân bình. Cho nên thông thường ở trong cái đời sống đó, thì khi cái người hấp hối đó, người ta khuyên mình nên tới đó để mình niệm Phật. Vì khi mà cái tâm mình an trú trong cái lời niệm Phật đó, đó là sự quân bình. Và sự quân bình này đó, nó sẽ giúp cho những cái phát hiện khởi sanh. Hoặc là trong giờ đó người ta tụng kinh cầu an chẳng hạn vậy, thì đó là cái lúc mà cái tâm mình nó giữ được sự quân bình tốt nhất. Rồi đó, hoặc là trong cái lúc đó mình niệm một cái bài kinh mà mình đã từng niệm rất là nhiều lần, cho nên là nó có lực. Ngày nào mình cũng niệm, ngày nào mình cũng hành trì thì nó có cái lực. Thì cái lực đó chính là cái phước thiện và phước trí này. Giờ đây mình đứng đó, mình hành trì cái đó để mà mình đó tăng thêm cái phần phước thiện cho cái người ra đi. Hoặc là trong cái giờ đó đó, mình có thể mình nhiếp tâm mình hành thiền, mình hồi hướng, thì cái từ trường mình hành thiền tại chỗ đó nó cũng đem lại một cái lợi ích rất lớn.
Đó là mình nói đó, những cái lực ở bên ngoài. Đây là những cái lực ở bên ngoài đưa đến trong cái giờ lâm chung. Lực ở bên ngoài. Còn cái lực ở bên trong của chính người này, lực bên trong của chính người này. Lực bên trong thì chúng ta đã thấy rõ rồi, là cái giờ mà đi vào cái sự chết á, thì thân và tâm đều là có cái sự khổ ưu. Khổ liên quan đến thân, bởi vì tứ đại chia liền. Và tứ đại ở trong một cái trạng thái là không còn quân mình nữa. Và tâm thì nó có một cái sự liên tiếp, hoặc nó đau nhức, khổ vân vân, tất cả những cái thứ đó. Thì chúng ta hiểu rằng là tâm thông thường trong cái giờ ra đi đó, là nó là những cái pháp bất thiện này thuộc về khổ ưu nó sẽ khởi lên. Thì cái này là chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại thôi, mà phải nhắc hoài. Bởi vì để chúng ta thấy cái tầm quan trọng trong chính bản thân mình vào cái giờ ra đi đó. Thì khi mà mình hành thiền á, mình hành thiền, thiền á thì nó sẽ phát sinh cái thiện trí này. Nó nằm trong thiền, tức là nó thuộc về cái trí tu. Còn cái thiện đây, thiện này, nó nằm trong tất cả những cái điều lành, những cái phước thiện mình tạo ra được hết. Thì khi mình tạo ra thì nó có cái thiện và thiện trí. Cho nên cái giờ lâm chung, bản thân cái người đó có thể nhớ tới những cái điều thiện mình đã làm, tức là thấy cái nghiệp thiện mình làm, thấy mình săn sóc cho người bệnh, thấy mẹ mình đau nặng, mình thương mẹ mình dỗ về cho mẹ mình uống nước, mẹ uống không vô. Những cái cảnh đó là một cái ấn tượng làm cho mình nhớ. Thì cái giờ lâm chung có thể nhớ lại cái này, nhớ lại cái nghiệp thiện của mình. Hoặc là hàng ngày mình có một cái thời khóa tu tập, hoặc là bất cả khi đi đứng nằm ngồi gì hết, thì mình cũng đều hành trì để mình ý thức ra, mình thấy rõ tất cả sự đi đứng nằm ngồi của mình nó thuộc về hoạt động của tứ đại. Hoặc là trong khi tứ đại hoạt động như vậy đó, thì cái tâm mình nó là cái tâm gì, hoặc những cảm thọ này nó là những cảm thọ gì, mình đều là thấy biết cả. Thì cái đó là hàng ngày chúng ta quân tập cái thiện và thiện trí. Thì cái giờ mà ra đi đây, cái giờ mà lâm chung đây, và nó như chúng ta biết là nó kéo dài cái giờ hấp hối, có thể 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút, 2 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, vậy nó kéo dài. Và tâm chúng ta đó cũng giống như cái đời sống hàng ngày chúng ta, những cái pháp thiện và pháp bất thiện là đang xen nhau, luôn luôn nó đang xen nhau. Hiện tại trong đời sống hiện tại chúng ta đó, tất cả những quả nghiệp nó trổ sanh nó vẫn đang xen, và tất cả những gì đang diễn ra trong tâm của chúng ta nó vẫn đang xen. Và cái giờ cuối như vậy nó vẫn là đang xen nhau, nhớ như thế, nó lúc nào cũng đang xen nhau. Thành ra khi cái giờ mà người ta hấp hối đó, mình đứng đó mình yên lặng, nhưng mà tâm mình thiền, tâm mình trì kinh, tâm mình niệm Phật, tâm mình trì kinh, mình đọc tụng bài kinh, thì lúc đó là cái pháp thiền. Và khi người ta lắng nghe, lắng nghe thì người ta sẽ lắng nghe bằng thiện và thiện trí. Cái nào hiểu được là thiện trí, cái nào không hiểu được nhưng người ta tiếp nhận được một cái từ trường. Bởi vì ai đến đó trong cái giờ phút đó cũng đều rải tâm từ cho cái người mà sắp sửa ra đi đây. Và tất cả những cái gì mà mình niệm, mình hành đây cũng đều là mục đích đem đến điều lành, điều tốt cho người này. Cho nên mình nạp một cái năng lượng lành thêm cho cái người này. Thì cái người này như vậy đó, họ tiếp nhận được để mà những cái pháp thuộc về thiện và thiện trí của họ trong cái giờ đó được khởi sanh lên. Và cái tốt đẹp nhất cho một cái người mà đã hành thiền đi đứng nằm ngồi hàng ngày đó, thì cái giờ cận tử này là cái cận tử cuối cùng trong 5 cái động tác này nè, mà người đã thấy được cái trạng thái tâm của mình, hoặc là thấy được cái hoạt động tứ đại rồi ra đi, thì cái lúc đó đó
người này sẽ tái sanh bằng cái tâm thiện trí đó. Còn nếu mà thấy được những cái điều thiện mà mình làm đó, nó thuộc vào trong cái dòng nghiệp thiện, bất thiện này đây, nó thuộc vào trong cái dòng nghiệp này đây, thì con đường tái sanh này vẫn là con đường rất tốt. Nó hơn hẳn cái con đường tử mà đi bằng cái khổ u đây. Và phần lớn chúng ta đi bằng khổ u. Cho nên cái câu nói mà Đức Phật nói rằng là khi mà chúng sanh sanh ra được làm người, mà tới cái giờ lâm chung của mình á, mà được tái sanh lên cõi trời và cõi người á, thì nó ít như con bò nó có hai cái sừng. Còn toàn bộ còn lại là lâm bò hết, tức là tái sanh xuống cõi khổ. Là do cái phần này từ bên ngoài đánh vào và bên trong nó lớn ra, nó câu thông lại, nó phát sanh lên. Như vậy người đệ tử câu thông ra đây đệ tử, rồi câu thông qua đây để tái sanh, thì những cái cảnh này nó in hình như thế này, thì con đường xấu sẽ phát sanh lên, bởi vì nó sẽ tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. À, cho nên đại đa số là đều rơi xuống cõi khổ này. Và bây giờ khi rơi xuống cõi khổ thì làm sao thoát ra nhanh? Cho nên cái này là cái một lần nữa sư cô giải thích để có nhiều Phật tử mới hỏi nè. Hỏi là tại sao nói rằng là Vi Diệu Pháp nói là một sát na tử, một sát na sanh. À, thì như vậy là mình cầu siêu. Là cầu siêu làm sao? Tại vì người ta tái sanh rồi, bây giờ cầu siêu gì nữa? Nhưng mà tôi tái sanh mà tái sanh về đâu? Nếu mà trong cái giờ cận tử của người này đó, họ trong tâm của họ cái thiện và thiện trí này khởi lên, thì con đường tái sanh của người này đó là tái sanh về cõi trời, hoặc là tái sanh thành người thì tốt rồi, thì đâu còn cái cầu siêu nữa. Nhưng mà vì phần lớn là nó tái sanh xuống các cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cho nên phải cầu siêu. Mà nhất là vào trong hạng của ma. Ở đây là cái chỗ mà cái thực tế trong đời sống như thế nào. Có những người đó trong cái giờ mà hấp hối mà chưa có mê đó, thì khi cái người ta biết giữa cái người hấp hối này với lại cái người B, người C gì đó, nói chung là những người khác đó, là nó có một cái không có hợp nhau, nó gọi là cái oan trái. Thì khi cái người này đó chưa có đi vào trong cái mê đó, người ta hỏi cái người mà hấp hối đây nè, có muốn gặp những người này không? Thì có người chấp nhận rồi. Ví dụ mình nói rằng cái người B này muốn đến thăm để mà xin lỗi, người ta có đồng ý hay không? Nếu không đồng ý đừng tệ, đồng ý thì tệ. Cho nên tất cả những gì mà muốn giải với nhau á, là nên giải trước cái giờ này. Lúc người ta bệnh á, mình nên tới để mình giải trước, không nên để trễ cho tới cái giờ. Mọi người nhà đó cũng đừng có cái tình cảm đến nỗi lúc người này là coi như nó cạn kiệt rồi đó, thì cho những người này xuất hiện, không nên. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là một cái từ trường xung đột. Một cái từ trường xung đột nó tấn công vào cái người này khó chịu. Mà nếu cái người này nhận ra đó thì họ rất là tức tối, tâm họ giữ lên thì nó đi vào con đường của quỷ dữ. Cho nên mình là con cháu trong nhà đó, mà cái khi cái ông bà cha mẹ mình mà còn tại thế đó, mình hay cãi chạy cãi cối cãi bướng đó, thì cái lúc đau bệnh nên giải trước. Đây là mẹ với con. Bây giờ người mẹ này từ đứa con này rồi, nhưng bây giờ hấp hối đi không được vì nhớ nó. Trong cái lòng của người mẹ nó có hai vấn đề. Vì nó quá tồi tệ cho nên từ nó, nhưng mà tận đáy lòng của người mẹ vẫn thương cái đứa con. Nhưng mà nó bao giờ
nó cũng cứng đầu với mẹ, nó ngang hàng với mẹ, nó muốn lấn lướt mẹ, nó không bao giờ muốn xuống cả. Nhưng cái giờ cuối cùng này rất muốn gặp nó. Nhưng mà gặp nó rồi mà thấy cái sự ương ngạnh của nó thì trong lòng rất là buồn bã, rất là bực bội. Và như vậy nó không chết được. Cái hấp hối nó cứ kéo dài, nó kéo dài. Thì khi nào giữa hai cái người này nó có người chính giữa đứng hòa giải thì cái oan trái này kết thúc mà sự ra đi nhẹ nhàng. Và không phải ai cũng làm được. Người phải có cái duyên đó, thấy được cái đó. Và thấy được cái tâm của cái người trong lúc hấp hối này mới làm được cái công việc hòa giải này. Nói cái điều này để làm gì? Để ngay khi mình còn sống đó, những cái điều này nên hòa giải trước. Hòa giải trong tâm mình trước. Không có để cho đến cái giờ đó nó lấn cấn. Rất nhiều trường hợp như vậy. Hoặc là cùng kiệt rồi chết đó, nhưng mà hai con mắt không có nhắm được. Cho nên là cái mà gần gũi nhất là cốt nhục. Đừng để cho cái oan trái này kéo dài cho đến lúc chết mới nói. Nói không được thì nó cứ dương vấn hoài. Nó ở trong những cái cảnh khổ này. Cho nên có rất nhiều những cái lý do để người ta chết rồi không siêu. Vì vậy khi mà cúng cầu siêu đó, người ta lặp lại cái tên họ của người này khi mất đó. Bây giờ cầu cho siêu sanh tịnh độ thì người ta mới nhớ ra, à hóa ra mình đã chết rồi. Và khi đó người ta sẽ nhận diện người ta đang ở đâu. Và cái chỗ này là cái chỗ sư cô cũng nói nhiều lần, đây là cái chỗ mà cần đến cái giáo pháp. Không phải mình học tất cả giáo pháp mình đều có thể hành trì được, nhưng mà cái khả năng ghi nhận cái giáo pháp của mình đó thì rất là rộng lớn. Nhưng mà cái hành trì đó thì nó không được rộng lớn như vậy. Nhưng mà cái khả năng ghi nhận nó, cái giờ này chính là cái giờ sử dụng nó này, để mình biết rõ mình đang ở đâu, bây giờ mình phải làm sao. Cho nên khi con cháu mình nói là bây giờ cầu cho mẹ được siêu thoát, hay cầu cho mẹ được siêu sanh tịnh độ, bây giờ con đã gửi bài vị của mẹ vào trong cái chùa mẹ hay lui tới cho đó, mẹ về đó để mẹ công quả, mẹ nghe kinh nghe pháp, mẹ hộ trì cho tam bảo để mẹ đủ sức tái sanh làm người. Thì khi đó cái người này liền đi vào nơi cái chùa thân thuộc mình dẫn tới để mình nương tựa vào trong tam bảo cho mình đầy đủ cái phước. Mà cái phước đó chính là phước gì? Phước đó chính là phước trí. Phước trí này là cái năng lượng cực mạnh để đẩy cho mình thoát ra khỏi cảnh khổ. Bởi vì các cái cảnh khổ nó nằm ở chỗ này. Nằm từ chỗ này nó đi xuống đây. Thì các cái tầng cấp của cảnh khổ đây thì mình biết rằng là tất cả những cái này nó đều không có trí tuệ. Và nơi này nó không có pháp thiện. Tất cả những cái nghiệp bất thiện đây nó đưa đến sự khổ cảnh này, nó đều không có thiện và đều không có thiện trí. Thấy không? Cái chỗ tiếp giáp này nè, nó chính là cái sở hữu tưởng, mà sở hữu tưởng đúng. Còn từ đây đến đây mà xuống đây đó, nó là sai và nó là điên đảo. Khi nào ở trong bốn cái cõi khổ này thì nó nằm vào trong cái sai hoặc nằm vào trong điên đảo. Và khi nào cái thiện nó phát sanh được là sở hữu đúng. Và khi nào đó mà nó đúng mà nó cộng thêm cái sở hữu trí tuệ thì đây á, nó chính là cái thiện trí. Và như vậy khi nó vượt qua được cái sai và cái điên đảo của nó thì cái pháp thiện và thiện trí phải khởi sanh lên, cho nên gọi là siêu thoát. Tức là một cái cú vượt cực kỳ mạnh mẽ trong tâm, mạnh lắm thì nó mới thoát ra được, còn không nó không thoát được. Cho nên cái vốn hiểu biết về cái giáo pháp của mình á, nó chính là trí văn.
Và trí văn này nó cũng thuộc về thiện tri. Khi cái trí tu, trí tư của mình, khi mình ứng dụng vào, nó vẫn là thiện tri. Khi mình hành trì, nó vẫn là thiện trí, nhưng nó ở những cấp độ khác kia. Cho nên mới nói con đường tu tập mà để đi đến cái chuyện mà chúng ta thoát khổ, rồi chúng ta không còn tái sanh nữa, nó nằm ở chỗ trí văn, trí tư và trí tu. Thì tất cả những cái này mà ngay trong cái hiện kiếp chúng ta làm người đó, mà chúng ta học được, chúng ta tu được, thì khi rơi vào trong những cái cảnh này, rơi những cảnh này, thì chính cái trí văn, trí tư, trí tu này cứu mình ra khỏi. Còn cái lời cầu nguyện của người khác, những cái lễ cầu an, những cái lễ cầu siêu là trợ duyên vô. Cũng như khi đó mình ở trong cái cảnh khổ đó, thì ở đây người ta tăng, mỗi lần ta cầu an, cầu siêu, ta tăng cái lượng này lên, tăng lên. Để làm chi? Để nó có thể làm cái mạnh để nó vớt lên, đưa lên. Cho nên quý vị thấy cái lễ trai tăng của Ngài Xá Lợi Phất mà để hồi hướng cho cái người mẹ bốn kiếp trước của mình là làm xong cái lễ đó, ăn hồi hướng rồi là coi như người mẹ từ cái kiếp của quỷ đói đó là ngay hôm sau đã trở thành một thiên nữ. Là do cái phước báo, cái phước báo về thiện và thiện trí của những người này, mà đặc biệt là cái thiện nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà nó không thể nào nó có cái cơ hội để nó nối vào. Do nhờ cái lễ trai tăng đó, hồi hướng đó, mà những cái phần thiện và thiện trí này nó khởi lên rất là mạnh mẽ, cho nên thoát cái đời của quỷ khổ, thoát đời quỷ đói này đó, thì liền tái sanh về cõi trời, trở thành một thiên nữ. Cái con đường tái sanh nó đi rất là nhanh. Bởi vì cái kiếp mà của quỷ đó, nó cũng là quá sanh. Và khi tái sanh về cõi trời nó cũng là quá sanh. Cho nên nó chỉ có một sát na thôi, thì nó bỏ cái kiếp quỷ của nó và nó trở thành một thiên nữ. Cho nên tất cả những cái gì mà mình tích lũy cái thiện và thiện trí trong nhiều đời nhiều kiếp của mình không có mất đi đâu cả. Và tất cả những gì mình tích lũy, những cái khổ đau, những cái phiền muộn, những cái hận thù, những cái bức xúc, những cái mà sai trái của mình, nó cũng không đi đâu cả, nó có đầy đủ. Nó không mất một cái gì cả. Nó cứ tích lũy đó. Và khi đó, cái giờ mà mình lâm chung này nè, lâm chung này, để mình đi tái sanh đó, nó không phải rằng chỉ duy nhất tất cả những cái nghiệp trong cái kiếp này đó là nó đưa đi đến cái tái sanh trong cái kiếp tới này. Không phải chỉ có một cái kiếp xác nó mới ảnh hưởng thôi, mà nó ảnh hưởng từ trong cái vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và nó nối nhau bằng cái thiện thì nó đi với thiện, mà bất thiện đi với bất thiện, nó nói nhỉ. Trong cái giờ đó, cái nào mạnh nhất nó sẽ ra, nó sẽ hoạt động trong cái tâm của mình. Bây giờ đây là cái cách mà hành trì hàng ngày sư cô chỉ cho quý vị thấy này. Nhiều khi mình nói là mình học như vậy mà không biết cái tâm tục sinh nó ở đâu, mà tâm hộ kiếp nó ở đâu. Sư cô chỉ cho quý vị thấy này, quý vị khỏi cần ngồi hành thiền, quý vị chỉ biết cái cách nhìn tâm thôi, quý vị sẽ thấy được cái hậu kiếp. Bây giờ mình niệm Phật nha. Ai cũng nói niệm Phật thì phải nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm Phật đi đến cái định. Nhưng mà cái miệng mình niệm không dứt như thế này, nhưng mà cái tâm mình đi chỗ khác. Khi mình tụng kinh đó, mình cũng hiểu rằng là khi mình tụng vậy đó, ngoài cái âm thanh, cái chữ nghĩa, chữ ra nó còn có cái nghĩa. Như vậy nó sẽ ba cái phước cho mình. Cái phước thứ nhất là cái phước thiện, nó thuộc về đó, là coi như là nó có hai, là cái phước vô tham và phước vô sân. Lúc mình tụng kinh thì không có tham mà không có sân nổi lên. Thì hai cái phước đó, khi mình hiểu nghĩa nữa thì thành ba cái phước: phước vô tham, phước vô sân và phước trí tuệ. Nó có ba cái tất cả.
Thì ai tụng kinh cũng đều biết cái điều này. Tức là mình phải nhiếp tâm vào trong tất cả các cái câu kinh đó. Và trong khi tụng đọc nghĩa còn phải càng ngày càng hiểu sâu cái nghĩa nó nhiều hơn, thì chúng ta được tất cả ba phước, ai cũng biết hết. Nhưng mà trong khi mình tụng kinh không sai một chữ, nó vẫn xen vào. Ở đâu xen vào vậy? Ai biểu mày xen vô vậy? Tao đâu có tìm tới mày, tao đâu có yêu cầu mày đâu, tại sao mày xen vô vậy? Thưa quý vị, đó chính là hộ kiếp. Nó khởi sanh đó. Đấy, nó khởi sanh. Khi nó làm cái công việc tục sinh của nó xong xuôi rồi đây. Đây rồi nè, sinh ra đây, nó tục sinh không? Nó tục sinh rồi. Thì công việc tiếp theo của nó là nó hộ kiếp. Và nó khởi sanh liên tục. Chúng ta chỉ cần thiếu chánh niệm nó có mặt. Thiếu chánh niệm nó có mặt, thiếu chánh niệm nó có mặt. Như vậy trong lúc mình niệm Phật, trong lúc mình tụng kinh, mình biết cách niệm Phật, mình biết cách tụng kinh, nhưng nó vẫn xen vào. Tại sao vậy? Tại vì cái tốc độ của tâm nó đi cực kỳ nhanh. Và như vậy không thể nào mình chánh niệm 100%. Mặc dù là mình chú tâm vào nghĩa, chú tâm vào cái việc tụng kinh để cho nó không sai, chú tâm một lẽ, nhưng mà về mặt vi tế của nó vẫn xâm nhập vào. Mà nó xâm nhập như thế nào? Bởi vì cái chuyện nó hằng ngày giờ phút giây nó khởi lên. Bây giờ mình xâm chiếm lấy nó thì nó có những cái khe hở nó cứ khởi lên. Nói như vậy để nói cái gì? Để nói rằng là trong cái lúc mà cận tử đây, thì những cái pháp thiện và bất thiện này, từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp hiện tại, nó vẫn chảy trong tâm chúng ta và nó vẫn hiện lên. Nó vẫn hiện lên, nó vẫn hiện lên. Và bây giờ mình chết đi còn tái sanh thì không thể nào mà mình có thể chánh niệm 100%. Nhưng mình có thể chánh niệm được. Và phước báo cho mình ở cái chỗ tri văn, tri tư, tri tu mà mình đã hành trì đi đứng nằm ngồi, thì giờ đây cái giờ phút đó thấy cái thân mình rất là mỏi mệt, thấy cái tâm mình ở trong một cái trạng thái khủng hoảng, hoặc là thấy cái tâm mình không chấp nhận cái chết, chỉ cần thấy là thoát. Thì rõ này chưa? Cho nên đó, đừng có bao giờ ảo ảnh rằng là mình hành trì như thế mình đắc đạo quả. Chuyện đó đừng có mơ mộng để mà thất vọng. Nhưng tất cả những cái gì chúng ta hành trì từ cái sự học tập về giáo pháp cho đến hành trì, chúng ta cứ bì bõm như thế, nhưng mà nó tích lũy một cái năng lượng lành lớn từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này, cho đến tới cái giờ lâm chung, mà cái lúc đó đó cái tâm thấy biết của mình nó khởi lên, để nó thấy chính trạng thái của nó. Nó thấy chính cái hoạt động của sắc pháp nó. Và cái sát na thấy, nó thấy một cái là nó đi vào cái tử liền, thì thoát. Cho nên nó có hai cách để mà nó hộ trì cho cái chúng sinh này trong cái giờ lâm chung. Là một cách là bên ngoài, và cách thứ hai là bên trong. Thì chúng ta nên chọn bên trong. Bên ngoài có phước mới được, không có phước không có được. Và cái bên ngoài đó thường thấy vô phước nhiều hơn có phước. Bây giờ mình sắp chết, tụ tập đông đảo rồi, ngay cả thấy đám ma rồi, tụ tập là cái miệng nói không dứt. Mà nói thì nói tào lao chi địa là nhiều. Cho nên là tụ tập càng nhiều pháp bất thiện càng lớn. Đi đám tang cũng vậy, không mấy ai giữ được sự yên lặng đâu. Chúng ta thấy những người Tây Phương đó, cái lúc ta đưa đi đám tang rất là ít, nhưng người ta trang nghiêm từ đầu tới cuối. Còn mình hãy gặp lại là nói không dừng, nó là tâm phóng dật nằm đây. Cho nên cái giờ hộ trì cho người ta, nhưng tâm phóng dật không có ngừng lại. Cho nên chúng ta đừng chờ đợi ở bên ngoài, chúng ta hãy tự mình, phải tự mình, không chờ đợi. Kể cả cái người thương mình nhất, gần gũi mình nhất, giờ đó có lẽ nên tránh xa nhiều nhất.
trước khi mình sắp chết, cách ly với những người này hết, để cho cái tâm mình nó không có dương dâm. Chỗ ăn, chỗ ngủ, đồ đạc sử dụng cách ly luôn, không thấy món gì thường dùng hết, không thấy món gì mà nó quen thuộc hết, cách ly hết toàn bộ. Tốt hơn. Những cái năng lực độ tha bên ngoài tiếp tay vào, phần lớn tốt thì ít mà xấu thì nhiều. Thấy không? Niệm hộ niệm vậy, chứ còn cái lúc mà đứng gần bên thì thấy còn được, chứ còn bước ra khỏi cái chỗ đó mà ngồi vô cái bàn rồi không có gì để hộ niệm cả. Nhưng nó vẫn là một cái từ trường mà. Nó vẫn là một cái từ trường, nó gây nên một cái áp lực. Như vậy tại sao chúng ta phải chờ đợi những cái điều đó? Tại sao chúng ta không thanh tịnh một mình? Để mà giờ đó đó, trong cái tâm ý của chúng ta có thể trạo lại những cái thuộc về tri văn, thuộc về tri tư và thuộc về tri tư. Cho nên đây là cái chỗ mà nãy giờ chúng ta nói đó, cái lộ cận tử cho chúng sanh ở cõi dục giới. Còn cái lộ cận tử cho những cái vị tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới đó thì vẫn còn tục sinh. Nhưng hai cái này nó khác à. Là tại vì những cái vị mà tu thiền sắc giới thì người ta ngày đêm tự ở trong đề mục. Mà nếu như người ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền chẳng hạn, thì cái giờ người ta ra đi đó, thì những cái cảnh này nè, cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng, nó nằm trong thiền. Thấy chưa? Và dẫn những vị tu thiền vô sắc giới cũng vậy, cái giờ ra đi đó thì phần lớn những cái cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng nó đều nằm trong thiền. Hy hữu một vài trường hợp thôi. Cái hy hữu đó nằm trong đề Bà Đạt Đa là chúng ta đã biết. Khi mà đề Bà Đạt Đa đó, đề Bà Đạt Đa là đắc ngũ thiền và có ngũ thông, có thần thông luôn, thì những cái pháp bất thiện này nó còn rất nhỏ nữa đây. Nhưng mà cái giờ cận tử đó thì cái này nó lại ra ngoài. Tất cả những cái pháp thiện này đây nè, nó không trổ sanh được. Bởi vì đó, cái chỗ này của đề Bà Đạt Đa nó thuộc về ác nghiệp. Mà cái tên gọi của nó là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là làm chảy máu thân Phật. Nhưng mà tâm ý là muốn giết Phật. Mà chưa kể đó, Phật này chính là thầy của mình, Phật này chính là cốt nhục của mình, hoàng huynh của mình. Một cái ác nghiệp đó thôi thì đủ cho đó, tất cả những cái pháp thiền này nè, nó bị đằng xuống, nó không đủ sức để trổ sanh. Huống chi đó, mình là cái người ở phàm phu, những cái pháp thiện và bất thiện luôn luôn đang xen ở trong tâm của mình đó, và nó lên xuống cực kỳ dễ dàng. Lên xuống cực kỳ dễ dàng. Thì chúng ta phải hiểu như vậy để chi? Để chúng ta nhớ trong cái kinh Pháp Cú. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói vậy. Cái điều mà xấu ác đó, cái điều mà bất thiện đó, nó có nhỏ mấy đi nữa cũng không nên lặp đi lặp lại. Bởi vì lặp đi lặp lại là một cái thói quen. Và cái thói quen này chính là nghiệp. Còn cái việc lành á, dù nhỏ mấy cũng lặp đi lặp lại, bởi vì nó chính là cái thói quen. Và đấy, cái này nó hình thành nên một cái sự tích lũy nghiệp ở đây, tích lũy nghiệp thiện và bất thiện, và nó hoạt động suốt luôn trong cái dòng chảy luân hồi của chúng ta. Nó đi như vậy. Vì vậy khi hiểu điều này đó thì chúng ta mới thấy rằng không có ai sanh chúng ta ra đời. Mà quả nghiệp của chính mình đã sanh mình ra. Và do có cái cộng nghiệp mà mình nương gá vào tinh gia quyết mẹ này. Do cái cộng nghiệp mình nương gá vào trong tinh gia nước mẹ này. Rồi khi ra đời đó, mình sống trong một cái môi trường, nó cũng là cộng nghiệp. Có những người cha mẹ sanh ra
nhưng ở trong viện mồ côi. Có người cha mẹ sanh ra nhưng ở với ông bà, ở với họ hàng, hoặc ở với cha nuôi mẹ nuôi. Thành ra đó là cái cộng nghiệp nó nương gá vào. Và chính khi chúng ta nhìn thấy cái sự nương gá đó, chúng ta hiểu ra cái bản chất, cái luân hồi của chúng ta chính là nghiệp mình đã gieo trồng. Vậy thì khi chúng ta nương gá và tin cha quyết mẹ nào, chúng ta kết nối trong cái huyết thống của dòng tộc nào, thì cũng đều là cái duyên, cái cộng nghiệp với nhau. Chúng ta đến đâu thì chúng ta nên trồng những cây ăn trái, chúng ta nên tạo bóng mát, chúng ta nên gửi khơi lên một cái dòng chảy để cho nước trong nó được đi tưới tắm khắp nơi. Đừng có đi đến đâu mà trồng những cái cây đắng, trái đắng, trồng những cái thứ độc dược không ăn được, và khơi những cái kênh nước thối để mà làm ô nhiễm cả một cái bầu không khí. Đó chính là trong tâm của chúng ta khi đen tối, khi bất hạnh, khi khổ đau, chúng ta làm cho nó lớn ra. Chỉ để gì? Chỉ để hủy diệt những cái phần thiện lành của mình mà thôi. Chúng ta che khuất hết. Cũng như đây là một cái tờ giấy trắng này. Chúng ta có một cái bình mực đây nè. Đáng lẽ nó đen cái này đủ rồi, chúng ta đừng đổ lên đâu. Phải chờ lâu lắm mà tẩy hết được cái này thì cái tờ giấy trắng nó xuất hiện quá muộn trong cái đời. Cũng như Đề Bà Đạt Đa có một cái tờ giấy trắng rất lớn. Khi mà cái ác nghiệp này ra, nó phủ xuống. Rồi tới bây giờ chúng ta đứng đây nói thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn trong địa ngục. Phải chờ lâu lắm mới thoát ra khỏi. Thì cái tờ giấy trắng này đó, những cái pháp thiện này nó mới được có cơ hội trổ sanh. Cho nên khi chúng ta sinh ra làm người đó, mà cái sơ xuất của mình đó, nó nằm trong cái chỗ này. Trong cái chỗ hỷ đây, trong cái chỗ thọ đây. Cái nhầm lẫn của chúng ta đó là chúng ta lấy cái cảm thọ làm nên những cái trạng thám thâm mà hạnh phúc hay đau khổ. Trong khi cái thọ đó, nó có thể thọ hỷ, thọ lạc, nó có thể thọ khổ, thọ ưu, có thể thọ xả. Thì tại sao chúng ta không nhìn nó một cách khách quan? Đây là con mắt của mình đây. Con mắt này là con mắt của tâm, không phải của nhục nhãn. Chúng ta nhìn thấy bằng tâm. Chúng ta chiếu xuống cái đời của mình để chúng ta thấy tất cả nó đang diễn ra. Và đây chính là con mắt của Phật. Đây chính là con mắt của thiện. Đây chính là con mắt của thiện trí. Để mà chiếu xuống cái đời mình, nhìn thấy hết tất cả những thứ này. Để chi? Để không nô lệ vào nó. Còn không, chúng ta sẽ đang xen vào trong những cái cảm thọ này, cột chặt vào trong đó. Sáng nay có một cái cô Phật tử ở nước ngoài điện về, thì cô nói thế này: cái tình trạng tự tử nơi những người trí thức và nơi những cái em học sinh đó, bây giờ nó báo động một cách đáng ngại. Người trí thức thì bị căng thẳng về những cái áp lực công việc, áp lực xã hội, và khi mà người ta ở trong một cái đất nước đó, mà người ta đào tạo đó, người ta chú trọng tới chuyện đào tạo những chuyên gia. Chớ người ta không có đào tạo nên một cái con người để mà thích ứng với cái đời sống xã hội và những cái cảm xúc thuộc về tâm linh. Người ta đào tạo thuần túy những chuyên gia. Còn cái lớp trẻ nhỏ sau này đó, không những nó được đào tạo trong cái khuôn đó, cái may mắn hay là cái phước báo của nó cũng là chính là sự bất hạnh của nó. Là phước báo với bất hạnh nó đi với nhau đó, là ở chỗ nó có đầy đủ những cái điều kiện về vật chất để nó hưởng một cách thừa thãi. Và như vậy đó thì bây giờ nó càng đi vào cái sự hưởng thụ chừng nào đó thì nó bị kích động trong tâm nó chừng đó. Và khi nó nhìn thấy như thế này, bây giờ muốn cái gì có cái đó rồi, tại sao phải vất vả học hành nữa?
chơi thì nó cũng chán rồi. Bây giờ xã hội thì nhìn thấy gì nó cũng đã mãn nhãn rồi, không còn cái gì nữa hết, bắn vào đầu chết. Mai ra trong cái cõi nào đó còn tìm cái gì thú vị hơn. Và nó chết như vậy, nó liên kết tập thể trên mạng để cùng nhau chết, hẹn hò nhau để chết. Bởi vì sao? Là vì người ta đã đi lệch cái hướng, người ta đi vào cái văn minh của xã hội mà người ta không có coi trọng cái văn hóa tâm linh. Hai cái cánh nó không cân bằng, thấy không? Một con chim nó bay lên trời mà hai cái cánh nó không cân bằng. Một cái cánh mà đào tạo để trở thành cái người giỏi giang, một cái người lỗi lạc trên thế gian này, cánh này cực mạnh. Và khi ra đời nó rất là thành công. Nhưng khi mà chung sống giữa con người với con người, tiếp xúc trong lúc làm việc, chung sống với người bạn đời của mình, với con cái của mình, với họ hàng của hai bên, thì người ta không có thể thích ứng được. Và cái đó nó tạo nên một cái sự hụt hẫng. Và cái khi đó, cái cánh tâm linh này nó yếu ớt, cho nên nó làm thành cái gánh nặng, nó tật nguyền ở bên cánh tay bên này. Và cuối cùng như vậy, thì cái con chim này nó phải trao đảo, và cuối cùng nó phải gãy cánh xuống. Vì người ta không hiểu làm thế nào để cho mọi người được vui vẻ. À, quý vị đọc cái quyển sách mà cái tủ sách Việt Nam dịch lâu, dịch hồi trước năm 75 tới bây giờ. Bây giờ tái bản lại đó. Cái quyển đó có tên là Thầy Lan. Cái này có dựng phim rồi. Phim cũng rất là hay. Thầy sư cô nói một điểm nhỏ trong đó. Cái nhân vật chính ông này là một bác sĩ giải phẫu rất là tài hoa. Và cái người rất là tốt. Và có một cái người vợ với một đứa con. Ông ta rất là thương vợ con. Nhưng mà cái người này rất là yêu nghề. Thành ra cái hôm đó là cái ngày sinh nhật của vợ. Ông biết rằng đây là cái ngày sinh nhật của vợ đó, thì ông phải về nhà để ngày hôm đó, đó là cùng nhau mà giữ cái tiệc sinh nhật đó. Nhưng mà ngày đó đó có những cái ca mổ cấp cứu mà nó nặng quá đi, người khác làm không được, cho nên là bắt buộc phải ở lại. Nhưng mà trước khi vào cái phòng mổ, ông đã kịp có thời gian á, là để điện thoại cho người ta đem cái điện hoa tới chúc mừng và những cái quà mua cho vợ đó, thì cũng đã có người đem lại chu đáo hết. Chỉ là cái giờ đó ông không có mặt mà thôi. Nhưng mà khi ông xong cái ca mổ, rửa tay rồi về đàng hoàng, nghĩ là bây giờ mình về đến nhà đó thì cả nhà chờ đợi mình rất là vui vẻ. Nhưng mà về nhà cái nhà nó lạnh tanh, thì quà của ông vẫn còn để trên bàn. Thì cái người vợ ông để lại một cái tờ giấy nhỏ, nó nói rằng xin lỗi anh, em chỉ là một cái bóng mờ bên cạnh anh mà thôi. Người này ra đi không tìm được tung tích. Và cũng kể từ ngày hôm đó thì cái người này nó bị suy sụp, bị khủng hoảng trầm trọng. Ngay cái đêm đó thì ông đi ra khỏi nhà với mục đích là đi tìm vợ, không biết đi đâu. Và lái xe đi như vậy cho đến khi mà không còn biết gì hết thì ngừng lại một chỗ. Thì vào cái chỗ đó chính là cái quán bar. Và khi ông uống say vậy thì không biết là ai đã đem thảy ra ngoài đường, và tất cả đó là coi như giấy tờ mất hết, không còn cái gì hết. Và khi sáng hôm sau người ta đánh thức dậy thì ông không biết ông ở đâu và ông không biết là ai. Và như vậy ông lang thang cùng khóc, không có tung tích nữa. Một con người vô danh. Cái đoạn phim đó còn dài, nhưng sư cô nói cái điểm này để cho thấy cái gì. Là cái khi người ta đụng vào cái đời sống tình cảm cảm xúc, mà nó đích thực là cái đời sống của tâm linh. Vì đời sống của tâm nó có cảm thọ, nó có những cái trạng thái tâm, khi vui khi buồn, khi khổ khi đau, khi bình an khi bất an. Thì khi đụng vào cái chỗ này, người này không biết cách ứng xử cho thích hợp và thất bại. Một con người tài hoa
một con người mà cứu biết bao nhiêu mạng người lâm nguy, bây giờ chỉ có cái chuyện gia đình của mình như vậy thì suy sụp luôn, và kéo dài luôn cho tới cái cuối. Mà cái điểm mạnh cái điểm mạnh để mình nói tới cái vấn đề nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng ở đây, nhất là cái vấn đề mà nghiệp và nghiệp tướng nơi cái người này rất là mạnh ở chỗ này, là cái vị này sau một cái thời gian mà nó giống như nó không bình thường vậy, thì mới lang thang, mới đi ai kêu làm cái gì làm cái đó để có sống qua ngày, thì mới đến một cái làng đó, thì nơi đó có ông chủ làm cái nghề xay bột, thì vào trong đó mình mẩy đầy bột trắng, ngày nào cũng làm công ở trong chỗ này. Thì khi đó cái nhà ông chủ có cái người bệnh, thì ông này đó không biết mình là thầy thuốc đâu, nhưng mà thấy đó là biết cứu được, và đã cứu mấy trường hợp vậy. Giao mổ thật sự không có, cái anh con để mà hơ không có, nhưng mà biết hơ trên cái lửa nóng, biết mài con dao cho sắc giữ sạch sẽ và mổ thành công. Vì sao? Là vì những cái vốn mà nó thuộc về cái trí thế gian đó, nó không phai, nó thuộc về tài năng, nó không phai. Và cái chỗ này sư cô nói gì nghe, có một em đó, nó đang học tiến sĩ, nhưng mà cái đường tình cảm của nó không như ý nó muốn, nó khủng hoảng, và nó nói rằng rất là vô nghĩa cho con, nhiều khi con muốn tự chết. Thì sư cô mới nói với em đây, con là cái người có trình độ đó, con nhìn kỹ hai vấn đề cho sư cô. Từ nhỏ cho đến lớn đó, con đường học của con rất là suôn sẻ, con học tới đâu con sáng tới đó. Và bây giờ con đi du học, con lại có học bổng toàn phần nữa, thì không phải ai cũng có được, thì con phải thấy cái phước báo của con suôn sẻ nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ con nhìn một cái vấn đề thứ hai, đó là cái chuyện tình cảm bồ bịch của con đó, thì con đã trải qua mấy cái mối tình rồi, thì con đông đo cân đếm được, thì con biết cái đó khổ nhiều hay vui nhiều con đã tính được rồi. Thì như vậy con phải nhận ra vậy, đối với con đường trí tuệ về thế gian đó là phước báo lớn của con. Cái con đường mà đi tìm cái hạnh phúc trong hôn nhân của con là cái con đường quanh co, và cái con đường đầy những cái dốc và hố thẳm con đã té bao nhiêu lần rồi. Như vậy giờ đây đó, không phải cái vấn đề tự sát của con có thể giải quyết được cái con đường số 2 này, là con đường hôn nhân, con đường tình cảm. Mà cái vấn đề bây giờ con phải nhìn ra là con có sức khỏe nè, con còn trẻ, còn đẹp nè, mà cái con có thể nắm chắc trong tay ngay trong đời này, đó là con đậu tiến sĩ. Và đây là một cái gia tài mà con sẽ sử dụng trong nhiều kiếp, không có ai cho con cả, mà chính con tạo được. Và ngày hôm nay con học suôn sẻ tới đây là do nhiều kiếp con đã tạo cái con đường đi đó, cho nên ngày hôm nay con mới tạo được cái con đường đi. Và hiện thời tuổi con mới 23, 24 tuổi mà con đã vào được con lấy được cái admission PhD thì không phải là chuyện đơn giản. Và hơn nữa điều nghiên cứu không khó khăn với con, thì con phải hiểu đây là phước báo rất lớn, con phải nắm chắc trong tay cái thành tựu này. Sau khi con thành tựu này thì cái con đường này con chấp nhận là con không quản lý được nữa. Và không phải cái năng lực của con mà con có được. Tại sao vậy? Nằm trong nghiệp. Mà nói nằm trong nghiệp mơ hồ lắm, nói rõ ràng nó nằm trong giới, và con phạm trong giới tà dâm. Cho nên bây giờ đừng ngồi đó nói cái chuyện hôn nhân và tình cảm của con nó suôn sẻ như ý muốn. Và bây giờ sau khi mà em đó nó đã học xong rồi, nó lập gia đình, thì nó lập gia đình rồi bây giờ nó vẫn khổ như thế, nó đã nhận rồi. Nhận rồi. Nhưng nhận ra để làm gì? Để hiểu rằng đừng bao giờ nói rằng tôi mắc nợ người này, tôi bị cái nghiệp người này, không, nó là quả của tà dâm.
Nhớ như vậy để không tái phạm. Nhớ như vậy để chấp nhận mà không bao giờ oán trách ai. Mình sinh ra đời, thân thể này, con người này, con người này phải làm con của ai, của gia tộc nào, phải gặp ông chủ, bà chủ như thế nào, phải sống với những người khác như thế nào. Chính con người này nó thể hiện cái quả nghiệp của nó đã tạo ra. Bây giờ không có than trời trách đất, mà chính cái con người này là phải tạo lại cái nghiệp của mình. Mình không tạo lại, không ai tạo cho mình cả. Còn tất cả những người sống với mình là đi bên cạnh cuộc đời mình, chứ không có ai ở trong cuộc đời của mình hết. Vì mình ảo ảnh cho nên người ta, mình mới đem người ta vào trong cái đời của mình. Không có, không có, chỉ là đi bên cạnh mà thôi. Mà Đức Phật dạy mình như thế nào? Hãy coi người đi bên cạnh của ta, người sống với ta là cái ruộng phước của ta. Chính cái ruộng phước này nè, mà cái phần thiện và thiện trí của mình đó, ở trong tâm của mình được mở ra để gieo xuống này. Đầu tiên là nơi tâm của chúng ta, cái phần thiện và thiện trí nó được mở ra. Đây, cái phần của chúng ta rộng đây nè, nó được mở ra, nó xóa những cái này đi. Phần thiện thượng trí nó mở ra, mà nó ban phát hết, đưa đến những người khổ, đưa đến những người không khổ. Tất cả đều có ruộng phước. Để làm chi? Để cho tất cả những cái thiện lành của mình có cơ hội đi ra và có cái ruộng để gieo xuống. Còn cái ruộng này đó, có chỗ thì đất thịt, có chỗ thì đá tảng. Cái đá tảng hay đất thịt không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng đó là cái kho hạt giống thiện và bất thiện của mình đã được tuôn chảy rồi. Nhớ cái điều này. Còn nếu chúng ta không nhớ điều này đó, thì khi mà cái kho hạt giống thiện lành chúng ta đó, nó tuôn chảy xuống, nó gặp đá, nó thúi cái hạt giống này, thì chúng ta lại hấp những cái này vào để chúng ta đưa những cái pháp quế nhiễm tràn đầy trong tâm của mình. Và mình khủng hoảng tinh thần, thất vọng, suy sụp, tự giận chết. Tại sao mình đối với người bạn đời của mình, đối với con cái của mình, đối với cha mẹ mình, đối với anh em mình, mình tuôn ra hết tất cả những gì tốt đẹp của mình, mình cho hết tất cả gì, mà sao bây giờ nó dội ngược lại? Mình khóc, mình buồn, mình khổ, tự giận chết cho rồi. Là bởi vì mình quá quan trọng cái ruộng phước này. Cái quan trọng nhất không phải nằm chỗ đó, quan trọng nhất là thiện và thiện trí của mình đã được tuôn chảy ra. Còn nó rơi rớt ở đâu mình không biết được trên cái, từng những cái mảnh ruộng này. Đây là người bạn đời của mình, đây là con cái mình, đây là cha mẹ, đây là anh em, đây là dòng họ, đây là bạn bè, đây là cái chỗ mà mình sinh hoạt, sinh sống hàng ngày đây. Tất cả mỗi một cái chúng sanh mà mình tiếp nhận được là cái ruộng phước mình gieo xuống hết. Cái đó chính là cái mà chúng ta đây đó, làm cho những cái pháp bất thiện này nè, nó mòn mỗi lần. Những cái pháp thiện này nó tăng lên. Cho đến giờ lâm chung, chúng ta thành Phật. Mỗi một kiếp người là chúng ta hoàn thiện một kiếp sống, để cho con đường tâm linh của chúng ta tiến lên. Còn chúng ta sai ở chỗ đó, là dọc cái đời luân hồi của chúng ta đó, chúng ta xếp những cái ruộng phước đó vào ở trong mình, và chúng ta bấu chặt lại như thế này, và chúng ta bám vào đây để chúng ta luân hồi trong sự bất hạnh nhiều hơn là sự an vui. Và để cái giờ ra đi cũng chính cái chỗ mà chúng ta đưa vào bên trong này nè, chúng ta chết không có siêu thoát được. Còn trong khi tất cả những người khác đều là những cái ruộng phước lớn nhỏ của chúng ta, còn ta tiếp nhận không tiếp nhận là chuyện của người ta. Cũng giống như mình nấu ăn rồi đó, mình phân cho mỗi người một phần,
mình thấy tâm mình nó mát mẻ an vui lắm, tại vì mình nấu rồi mình có người để cho người ta ăn. Còn ta muốn lấy mâm cơm này người ta hất ra đường, đó là chuyện của người ta. Tại vì cái mâm cơm này là phước của người ta, mà ta hất cái phước nó đi thì ta hất bằng cái tâm gì thì chúng ta đã thấy rõ. Người ta tạo sự tổn phước cho người ta, người ta tạo sự bất hạnh cho người ta. Quý vị thử tưởng tượng có người đau khổ thế này, bà mẹ sanh ra 5 người con, cái người con út nó sanh ra nó sức khỏe nó kém, eo ọt, mẹ thương đứa nhỏ đó. Và mặc dù nó đã vượt qua cái khó khăn đó lâu rồi, nhưng người mẹ vẫn nhìn cái đứa con mà bây giờ nó đã dai dế, nó to cao như thế này, to cao hơn mình đó, vẫn nhìn nó là đứa trẻ eo ọt để phụng sự cho nó. Mà nó buồn đó thì bà mẹ khóc nước. Rồi bây giờ những đứa con khác nó thương mẹ. Khi mẹ sắp chết thì mẹ nói với mẹ là má còn sống mới lo cho nó làm sao, tụi con cũng lo y vậy. Mà mấy chị em á đói nho gì thì ráng mà chịu, chứ còn cái cậu ấm nhỏ đó là không có thiếu cái gì cả. Cho đến bây giờ đó các cái bà chị già rồi không làm nổi nữa, thì cậu ấm cũng trên 50 tuổi rồi. Thì bây giờ tài sản của cha mẹ để lại cậu ấm bán hết, mà cậu ấm bán xong cậu ấm hận mấy người chị, mấy người anh lớn. Tại mấy ông mấy bà không có cung cấp cho tôi nữa, mà bây giờ tôi phải bán cái nhà này, tôi hận mấy ông bà thấu xương. Thì sư cô hỏi những cái chị đó đó, có thấy mình sai chỗ nào không? Nói thấy rồi, bây giờ thấy. Mình cung cấp cho người ta vô tội giả. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng mình phục vụ cái ước muốn của người ta, là thương người ta, là giúp đỡ cho người ta hết lòng. Không có, trong một giới hạn nào đó thôi. Người ta có hai thứ hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc á là được nhận, được hưởng. Cái thứ hai đó là cái hạnh phúc mình được tạo ra và được ban phát. Có hai thứ chứ không phải duy có một. Còn mình giúp cho con mình giúp cho người thân của mình á, mình chỉ muốn có cái thứ nhất, nó ngồi đó mình đút cơm chim nó hòa. Rồi nó há cái miệng ra là con chim mẹ bỏ thức ăn vô, nó cứ há cái miệng ra là bỏ vô, chứ còn không bao giờ tự nó dùng cái mỏ của nó để đi tìm thức ăn. Mình đã diệt cái phần hạnh phúc chính yếu thứ hai. Tại sao vậy? Là vì cái hạnh phúc thứ nhất đó là cái người ta đem cho mình, đó là phần quả phước. Còn cái mình gieo trồng xuống khi mình đi làm việc, việc lớn, việc nhỏ gì không biết, nhưng mình có làm là có tạo phước. Quét nhà, quét sân cũng tạo phước. Đi làm công ty vệ sinh cũng tạo phước. Đi làm bồi bàn trong nhà hàng cũng tạo phước. Làm ông chủ, bà chủ cũng đều có cơ hội tạo phước được. Vì vậy cho người ta gieo trồng xuống. Còn mình làm triệt tiêu hết phần thứ hai này. Thì khi mà cái sự thọ hưởng không như ý muốn, thì đây nó thuộc về gì? Đây nó thuộc về tham thọ hỷ. Thì khi không đáp ứng tham thọ hỷ thì nó chửi là đúng rồi, bởi vì cái mặt sau của nó là sân. Chúng ta tiếp theo cái phần này nữa, là khi chúng ta sống hàng ngày trong tâm thức chúng ta hoạt động theo lộ ngũ và hoạt động theo lộ ý, thì cái giờ chúng ta ra đi nó cũng hoạt động theo lộ ngũ và hoạt động theo lộ ý. Cho nên lần trước chúng ta đã học lộ cận tử tục sinh, và bây giờ đó chúng ta học cái lộ cận tử còn tục sinh qua ý môn. Qua ý môn, lộ cận tử còn tục sinh qua ngũ môn có 4 trường hợp.
Và cái lộ cận tử tục sinh qua ý môn cũng có 4 trường hợp. Và 4 trường hợp thì cái trường hợp thứ nhất thứ nhất là động lực cộng với tử. Trường hợp thứ hai, động lực cộng với hộ kiếp là mới cộng với tử. Trường hợp thứ ba là động lực cộng với tâm mót rồi mới cộng với tử. Trường hợp thứ tư là động lực cộng với mót cộng với hộ kiếp và cộng với tử. Nó có khác nhau. Bởi vì nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau chỗ chúng ta thấy nè. Cái lộ ngũ môn á, lộ ngũ môn này, cái lớn nó nằm đây. Thì như chúng ta biết đó, khi mà cái cảnh ở trên này nó chiếu xuống cái dòng hộ kiếp, cái nó cắt đứt được cái dòng hộ kiếp. Thì đây là nó dứt dòng này. Thì nó mới bắt đầu cái lộ ngũ môn. Thì nó phải đi nè. Một là kháng ngũ môn, hai là ngũ song thức, ba là tiếp thu, bốn là quán sát. Nó đi 4 cái tâm khách đó. Rồi tới cái tâm khách thứ 5 là phân đoán, nó mới đi vào đẳng cốc. Thì thấy chưa? Đây, nó nằm đây. Còn cái lộ ý môn đó, thì khi mà nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp đây, đây nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp đây, thì cái kháng ý môn nó có mặt liền. Kháng ý môn có mặt đây, tức là phân đoán thì nó nằm trong lộ ngũ, chính là kháng ý môn có tên là phân đoán trong lộ ngũ. Thì đây phân đoán có liền và tới động tốc, thành ra cái lộ trình của nó đó, nó có cái điểm khác, nó nằm chỗ đó. Ở đây là cái dòng hậu kiếp nó trôi chảy nè. Đây là hậu kiếp. Thì khi mà cái lộ ý trong cái giờ cận tử, đặc biệt nó không có hậu kiếp vừa qua, mà nó chỉ có hậu kiếp rúng động, mà nó có hậu kiếp dứt dòng. Ở đây nó đi liền cái kháng ý môn đây, kháng ý môn đó. Và nó đi liền qua cái động tốc, 5 cái động tốc. Động tốc đây, 5 cái động tốc đây. Rồi liền tiếp theo đó, đó là cái tâm tử. Ở đây là nó hết một kiếp sống rồi đó. Nó sát liền đây. Nó đi đến tái sanh này. Tái sanh này. Khi cái tâm quả mà nó làm cái nhiệm vụ mà tái sanh á, để làm nhiệm vụ tái sanh xong là nó làm cái vai trò hộ kiếp của nó. Hộ kiếp của nó. Hộ kiếp. Và nó đi như vậy 14 lần. 14 hộ kiếp. Sau 14 hộ kiếp đó đó, thì nó bắt đầu là nó có tâm động tốc. Và nó tất cả 5 cái tâm động tốc. 5 tâm động tốc này rồi đó, thì nó bắt đầu nó đi vào hộ kiếp. Không, 5 tâm động tốc này nó đi vào cái rúng động dứt dòng. Đi vào rúng động, rút đầu dứt dòng. Rồi nó lại tới cái kháng ngũ môn. Hồ kiếp dứt dòng. Bây giờ nó tới cái tâm động tốc của nó là 5 cái động tốc. Rồi tới đây, nó bắt đầu nó đi vào hộ kiếp. Hộ kiếp. Và cái con đường đi của nó như thế. Thì chúng ta sau đó, chúng ta sẽ có một cái bài học về cái tục sinh. Mặc dù là chúng ta đã nói tục sinh nhiều, nhưng ta chưa học đầy đủ, chúng ta sẽ học cái phần tục sinh này.
Như vậy khi nó đi vào cái lỗ ý thì nó cực kỳ nhanh. Sau khi nó cắt cái dòng hộ kiếp ở đây rồi đó, thì kháng ý môn nó hoạt động liền. Thì cái này nó cũng là chính là cái khai cho cái lộ ý, thì bắt đầu động tóc nó phát sanh lên và nó đưa liền tới cái tâm tử. Thì động tóc này nó vẫn bắt ba cái cảnh này, nhưng mà khi nó bắt cảnh á thì cái như chúng ta biết cái lộ ý đây nó nằm trong ý môn đây, thì cảnh pháp nó thuộc về cảnh nội. Cảnh nội là cảnh trong tâm, thì cái cảnh nội này chúng ta ôn lại, chúng ta học nhiều rồi. Cảnh nội này thứ nhất á, nó gồm có cái lộ ngũ trạo lại. Những gì chúng ta thực tế mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đúc chạm, thân xúc chạm, thì cái đó thuộc về lộ ngũ. Nhưng bây giờ cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thúc chạm đi qua rồi, nhưng chúng ta làm sống lại ở trong tâm của mình, thì nó thuộc về cảnh nội mà nó gọi là lộ ngũ trạo lại. Tức là nó không có thật nữa, nhưng mà nó quay lại trong tâm của mình. Và cái chỗ này là cái chỗ để chúng ta bao giờ cũng phải cẩn thận với chính mình. Làm người Việt Nam mình có cái câu nói là tam sao thất bổn, tức là cái đây là cái bản văn chánh, mình chép lại lần thứ nhất nó có sai, lần thứ hai sai, lần thứ ba cũng sai. Và cái này thực tế ai có làm việc thì đều biết chính xác là như vậy, mà có khi nó còn kinh khủng vậy nè, là cái lần thứ nhất mình sửa đúng rồi, cái lần thứ hai nó sớm sát đi, từ cái đúng nó sửa qua cái sai, rồi nó cứ vậy, nó cứ làm hoài tới bản thứ tư, bản thứ năm nó vẫn sai. Cho nên phải xem kỹ. Tại sao? Tại vì khi tất cả những cảnh này trạo lại đó, thì chúng ta nhớ nha, tất cả những cái tâm diễn ra nó đều có cái phần này, cái phần nó gọi là các cái sở hữu mà biến hành của nó, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì cái sở hữu tưởng nó bao giờ nó cũng ghi nhận, đến khi mà nó trạo lại á, là nó đã thêm một số cái mà nó đã ghi nhận lại rồi, thành ra vào đây nó biến chế. Cho nên khó mà chúng ta biểu nó diễn tả trung thực. Thí dụ như ngồi trong lớp này nghe nha, thì giảng đây là có một cái lời giảng thôi, nhưng mà thử nói mọi người sẽ nói lại đi, thì lời nó khác là đương nhiên rồi, nhưng mà ý có khi đi ngược lại, là do cái tưởng của mỗi người, nó là tưởng đúng, tưởng sai hay tưởng điên đảo. Và tưởng đúng, tưởng sai, tưởng điên đảo là phước báu của mình trong nhiều đời. Và phước báu này không ai cho, mà phước báo này nằm ở chỗ mình rèn luyện. Hãy khi mình làm cái gì á, mình học hỏi, mình tra cứu cái gì chưa chính xác, chưa ngừng lại, phải tra cứu cho tới cùng, phải học hỏi cho tới cùng, mà nó đúng đến đâu, nó còn khuyết ở chỗ nào, nó cần chờ bổ sung ở chỗ nào, ghi rất rõ ra. Và cái này không phải một kiếp, phải rèn luyện rất nhiều kiếp để cho sở hữu tưởng đúng. Cho nên cái người mà tu cái thiền định, nhìn một cái casino thôi mà ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, càng lúc càng rõ, càng lúc càng chính xác. Sự ghi nhận này chính là sở hữu tưởng. Và khi chúng ta hành thiền và chúng ta thấy những hoạt động của sắc pháp, những hoạt động của danh pháp, thì cái thấy đó, cái sự ghi nhận nó vẫn có tưởng. Còn ghi nhận đúng hay không, ghi nhận chính xác hay không là do phước của mỗi người. Và cái phước của này là do mình rèn luyện hay không rèn luyện. Khi mình rèn luyện, mình siêng năng, mình tinh tấn, mình cật lực ra, thì cái đó nó tạo thành một cái hạnh lành, cái phước báu, đồng thời cũng là một cái phương pháp, đồng thời cũng là một cái năng lực
để từ trong đời sống hàng ngày cho đến khi mình tu tập đó, chúng ta đều sử dụng được sự sắc bén này, không ai cho mình. Còn khi cái tâm mình buông lung, mình làm biếng, mình chay lười, kệ nó tới đâu tới, không cần để ý tới, thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong cái phóng dật, tức là nằm trong pháp bất thiện, thì không thể nào có năng lực được cả. Thầy cô giáo dạy toán cộng cho tất cả các em, dạy bài lịch sử địa lý cho tất cả các em, không phải em nào cũng chính xác, do phước mỗi người khác nhau. Khi mình hành thiền định cũng vậy, mà mình hành thiền tuệ cũng vậy, cái sở hữu tưởng đúng sai và điên đảo đó nằm trong tâm của mình. Cho nên sư cô có nói câu này mà Di Diệu Pháp chứng thực được đó. Những ai có thói quen nói láo khó hành thiền vipassana vì không có phước. Có ngồi bao lâu thì ngồi, có đi hàng trăm khóa thiền thì đi, nhưng cái phước để chân thật, để thấy đúng cái pháp chân đế của nó thiếu. Cho nên cái tưởng nó vẫn đi vòng vòng, cái tưởng nó vẫn đi, nó nằm trong cái tâm của mình. Nên tất cả những cái giới mà mình giữ giới, mình hành giới nghiêm túc đó, tưởng mình nó ghi lại đó. Và tất cả những cái sở hữu tư của mình, tức là những cái mà nó điều khiển để mà mình làm cái điều thiện hay điều bất thiện đó, những cái cách thức, những cái phương pháp mà mình hành động để tạo điều thiện và điều bất thiện đó, thì sở hữu tưởng nó vẫn ghi dấu lại hết. Và khi chúng ta sanh ra trong bất cứ đời nào thì phần lớn chúng ta đi theo cái sự dục giả trong tâm, đi theo cái khuynh hướng nó thuộc về tính chất bản năng và bản chất của mình. Còn cái sự kiểm soát, cái sự trông thấy được, nó chỉ có ở nơi người, những người có rèn luyện về cái trí tuệ tâm linh, những người có hành thiền định sắc giới, vô sắc giới, có hành thiền tuệ mới có được, chứ không phải ai cũng có được. Súc sinh các loại mà đi vào trong tất cả các cái cõi khổ khác đó, thì cái phần trí tuệ bị che mờ, cho nên những chúng sanh đó không thể nói hành trì về cái thiền, mà thiền để mà thấy được cái tâm thiền tuệ nó không thấy được. Nhưng cái thiện có được, ví dụ như chùa nuôi mấy con chó chẳng hạn, nhưng một con thôi, nó không có biết coi đồng hồ, nhưng mà nó biết đứng giờ tụng kinh lên ngồi đó trước, và nó ngồi suốt luôn, tụng kinh xong nó mới đi ra. Một con thôi, không có tới con thứ hai. Thì cái đó là nó quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp đó, cái phước thiện của nó đã từng tu tập như vậy, cho bây giờ nó nghe cái âm thanh, nó nghe cái âm thanh quen thuộc đó thì nó cứ nhớ, và nó đã từng tu tập như vậy, cho nên nó biết là đó, cái khoảng thời gian đó thì làm cái công việc đó, những cái âm thanh đó nó cảm nhận được và nó đến, chứ không phải do trí tuệ. Nhưng một cái thói quen tốt như vậy, giờ đây chúng ta sẽ rõ ra rằng nhé, chúng ta sanh ra là cũng do mình tạo tác mà mình sanh ra, và khi chúng ta chết như thế nào cũng do mình tạo tác mà mình chết. Rồi mình chết, rồi là mình đi tái sanh nữa, thì tất cả đều do quả nghiệp của mình. Và cái quả nghiệp này nó không phải chỉ trổ trong lúc sanh ra, nó không phải chỉ trổ trong lúc chết đi, mà trong suốt cái thời gian mà mình tồn tại trong một kiếp sống thì nó đều hiển lộ ra. Và nó hiển lộ ra trong hai con đường đi theo lộ ngũ, con đường đi theo lộ ý. Và nó hiển lộ ra thì chúng ta sẽ thấy từ cái kháng ngũ môn này cho đến tiếp thọ, cho đến quan sát, tất cả đều là tâm quả cả. Như vậy những gì mà chúng ta làm bất thiện trổ quả ở đây, những gì chúng ta làm thiện trổ quả ở đây và trổ quả ở đây, thì tất cả đó nó đều trổ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong cái hoạt động tâm của chúng ta.
Thì cái giờ mà chúng ta chết nó vẫn bắt cái cảnh này. Những cảnh này sống động hiện thực thì để đi qua cái lộ ngũ môn. Những cái cảnh này trạo lại trong tâm thì nó sẽ hiện qua ra cảnh nội. Và như vậy cảnh nội nó không phải chỉ riêng có lộ ngũ trạo lại, mà nó còn có những cảnh trong tâm. Cảnh trong tâm này có thể đưa ra bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất, cảnh trong tâm do nhớ lại, tức là hồi tưởng. Cảnh trong tâm do gắn với cái hiện tại mà liên tưởng đến quá khứ hoặc là liên tưởng đến tương lai. Thì cái này nó gọi là liên tưởng. Đây là trong cái hiện tại này mà liên tưởng đến quá khứ, liên tưởng đến tương lai. Cái dạng nó là hay thấy nhất á, là cái dạng của tưởng tượng. Những người mà làm công tác nghệ thuật á, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, điêu khắc gia, vân vân, tức là những cái công trình mà nghệ thuật sáng tác thì nó nằm trong cái khả năng tưởng tượng này. Nó sử dụng cái này, nó thuộc về cảnh nội ở trong tâm. Và cái tiếp theo nữa là những cái trường hợp mà cái tâm nó bệnh nặng á, thì nó sẽ nằm trong cái chỗ á, là nó loạn tưởng. Và trường hợp nữa là nó là điên đảo tưởng. Như vậy cái giờ ra đi, cái giờ ra đi, người ta có thể nhớ lại, giống như đây là nghiệp tướng, người ta có thể nhớ lại. Nhớ lại tất cả những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, có thể nhớ lại ha. Có thể bắt cảnh này ra đi. Bắt cảnh thật có, bắt cảnh trong tâm có. Rồi bây giờ tới đó, nằm đó mà nhớ lại chuyện cũ. Nằm đó mà liên tưởng đến cái chuyện sắp tới hoặc chuyện đã qua, liên tưởng đến. Và nằm đó có thể tưởng tượng ra tất cả các thứ. Nằm đó có thể loạn tưởng và điên đảo tưởng. Đó là những cảnh diễn ra trong cái giờ lâm chung, để mà tất cả những cái cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng nó phải đi trong cái tâm này. Như vậy hằng ngày chúng ta đã nuôi dưỡng cái tâm mình ra sao, đã săn sóc cái tâm mình ra sao, đã quan sát, đã nhìn thấy cái tâm mình ra sao. Bởi vì mỗi khi mà mình săn sóc đến nó và quan sát thấy nó, chính là cái lúc đó thanh lọc tâm. Còn không, cái giờ mình ra đi, mình đã thấy rồi. Thầy sư cô cũng nói với quý vị là khi mình hành thiền nằm á, 5 phút thôi, nhưng mà nó đã chìm trong cái mê, tức là đi vào hôn trầm và thụy miên. Như vậy thì đó là pháp bất thiện. Vậy thì cái giờ chúng ta chết, liệu chúng ta có sáng suốt không nếu chúng ta không luyện tập? Đó, mình cứ nghĩ đi, mình cứ hành trì để mình thấy rõ cái năng lực của mình, để cho mình biết vậy mà tự mình cố gắng hơn nữa. Cũng như tất cả những điều chúng ta học đây không phải để sợ hãi, mà để chúng ta đối diện một cái sự thật, và chúng ta phải biết làm gì với cái sự thật đó để chúng ta được an vui. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để được sống trong an vui và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.